Photoshop thì các bạn nên cài đặt lại những cái thông số mà trong phần mềm để chúng ta phù hợp với quá trình mà mình đồ họa hoặc mình chỉnh sửa ảnh. Đấy. Thì khoan cài đặt thì các bạn tìm kiếm vào mục đó là Edit. Đấy. Vào mục Edit nha. Bên cạnh phần File chúng ta sẽ có mục Edit. Để phần Edit các bạn tìm giúp cho mình đây cụm từ này. Nó ra. Đấy, sau này chúng ta rồi chúng ta mở lên thì trong phần cài đặt tổng quan thì các bạn cài cho mình cái thông số của performance, các bạn chọn một cái performance nha. Thì về cái performance này ấy, là chúng ta sẽ thay đổi một vài thông tin quan trọng. Ở đây các bạn tiến hành là chúng ta gia hạn thêm những cái ổ đĩa khác trong mục này. Đấy. Để tránh trường hợp mà chúng ta lưu không được file. Cái thứ hai là nếu như mà history stat của các bạn bên này đang là 20 thì các bạn tăng lên maximum luôn nha. Ok. Xong. Đây là chúng ta xong cái phần là cài đặt tổng quan với performance. Quên mất mình còn một cái nữa là đơn vị tính. Đơn vị tính ở đây thì các bạn thấy chúng ta có rất nhiều cái đơn vị tính khác nhau như là inch, là centimet hoặc là milimet vậy. Thì trong quá trình thiết kế thì có hai loại mà các bạn có thể dùng thường xuyên là pixel hoặc là centimet. Thì ở đây đơn vị tính của chúng ta đối với cái thước đo như thế này các bạn phải đổi về centimet cho dễ bị đổi ha. Còn size là cái phông chữ chúng ta dùng font thì giống dễ. Đây mình ok đây, hai mục này này. Rồi, chúng ta tìm hiểu xem thử là cái cuộc space phần mềm như thế nào. Thì có nhiều bạn có cách sắp xếp phần mềm nó sẽ khác. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là mình có mục là window. Ta sổ xuống ta buộc chọn là workspace. Cái workspace này các bạn thấy là mình có nhiều cái phần giao diện khác nhau nha. Nếu như ở đây mình dùng như thế này. Đấy, thì phần giao diện nó sẽ thay đổi ha. Kiểu là sắp xếp theo từng cái menu như thế này. Mỗi lần dùng thì chúng ta mở ra, chúng ta dùng chúng ta mở ra. Còn thông thường mà theo cách dùng của mình thì mình hay chuyển nó về cái dạng là đây, sang chiều. Mình chọn cái này để cho nó hiển thị rõ ra những cái mục. Ví dụ như các bạn thấy ở đây tôi thường thường là tôi cần dùng màu ha, tôi đổ màu. Đây, hoặc là bảng màu như thế này. Và bảng màu như này. Đây, ở dưới này mình dùng cái những cái phần chức năng. Đây, rồi, rất là tiện. Bên bên trái thì các bạn thấy là mình có thanh công cụ nha, những công cụ sử dụng trong Photoshop. Đây, chúng ta có thể là click vào những cái điểm nhỏ như thế này. Đây, chúng ta co giãn cái thanh công cụ theo hai kiểu, chạy dài ra hoặc là thẳng hết một đường như thế này. Rồi ok, đây là cái phần tổng quan của phần mềm. Thế bây giờ bài học nhập môn thì các bạn cần phải nắm vững thao tác như sau. Thứ nhất, các bạn mở phần file thì chúng ta sẽ có mục new. Đấy, file thì luôn có cho bạn là những cái mục như là tạo mới nha, và một cái mục người ta gọi là open. Đấy, new là gì mà open là gì thì new ở đây nó nghĩa là chúng ta tạo mới một cái sản phẩm trong quá trình mà các bạn làm việc với đồ họa. Ở đây nếu như mà mình chưa quen với cái cụm từ ấy thì các bạn đưa vào là mục reset này, ta tìm cái từ. Ví dụ như ở đây mình có kích thước những cái dạng giao diện mà phổ biến nè, như cái US paper. Đấy, bờ này là cái giấy mà nó tính theo in, theo in. Đấy, thì một vài quốc gia người ta sử dụng những cái đơn vị như là in. Đấy, còn bên ở đây nếu mình dễ quy đổi thì mình sẽ đưa nó về pixel, pixel hoặc là centimet. Ở trong trường hợp ở đây thì tôi dùng pixel có thể là 1920 080. Ở đây mình có quiz là cái chiều ngang của cái form các bạn sẽ tạo ra, như là cái new nào chiều cao. Đấy. Vậy là hai cái kích thước này nó bằng với một cái khuôn hình gọi là phân giải ở đây là HD, Full HD, xin lỗi, Full HD. Đấy. 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 Ok.
khi mình là tạo một cái new thì chúng ta sẽ có một cái phần như thế này. Đấy. Thì trong cái mục này thì các bạn có thể cho rất là nhiều những cái hình ảnh vào để chúng ta sắp xếp, chúng ta thiết kế như thế nào đây cho đẹp. Đấy, vậy còn một open thì sao? Open ở đây có nghĩa là nó dẫn tới một cái folder. Đấy. Mà trong cái này nó sẽ cho các bạn mở hai cái dạng khác nhau. Ví dụ như các bạn mở một cái project của Photoshop nha. Đây nha, project của Photoshop là như thế này. Project đây. Project của nó đây. Đấy, kiểu như thế này thì gọi là một cái file Photoshop bạn lưu project. Một cái file ta lưu ra thì chúng ta có thể là open một cái file của Photoshop thế này. Đấy. Rồi. Trường hợp thứ hai, các bạn open ở đây thì chúng ta có thể open một cái hình ảnh nha. Ta open một cái hình ảnh. Thế là bây giờ mình chọn một cái hình ảnh nha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái hình đây. Mình chọn hình ảnh, mình open. Thì khi mình chọn hình ảnh mình open, nó sẽ mở ra một cái tab mới. Nó không có giống như là cái phần tạo như thế này. Để các bạn quan sát ở góc trên màn hình thì các bạn thấy mình có hai cái tab nha. Hai cái tab này các bạn có thể thay đổi qua lại được nè. Thì cái tab này là của quá trình mình open, mình mở ra. Đây, còn cái này là quá trình mình new một cái doc của mình để mình làm việc. Đấy, thì hai cái này khác nhau hoàn toàn nha. Thì để cái thao tác open nó nhanh hơn, đấy, thì chúng ta có thể dùng như sau. Các bạn vào trong một là library thư viện trong Windows mà nó có này. Các bạn sẽ kéo thả trực tiếp hình ảnh vào trong Photoshop như thế này. Thì nó cũng sẽ tạo ra cho các bạn một cái tab. Đấy, tạo cho các bạn một cái tab. Đây, tương tự như thao tác open nha. Đấy. Tự nhiên ở mình này chúng ta up mình chúng ta mở ra và chọn chúng ta đưa nó vào thôi đấy, nha. Rồi ở đây sẽ sinh ra một cái trường hợp đó là phải đòi hỏi độ chính xác như sau. Khi các bạn chọn trong một cái folder hình ảnh, các bạn chọn và các bạn kéo, nhưng mà khu vực các bạn thả vào ấy thì nó là khu vực trung tâm, thì cái hình ảnh của các bạn nó sẽ nằm trong cái vùng trung tâm này luôn, nghĩa là nó nằm trong cái file này, trong một cái file như thế này luôn, chứ nó không có sinh ra một cái tab mới nha. Ở trường hợp này thì người ta gọi nó là chức năng place. Đấy, các bạn thấy không, khi mình đưa vào thì nó nằm trong này luôn à, chứ nó không có hiện một cái tab nào ra hết. Đấy. Vậy thì hai thao tác nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhé. Chúng ta chọn và chúng ta kéo lên góc trên này, nó khác với việc chúng ta nhập vào trong một cái ô như thế này. Chúng ta đưa lên trên đấy, thì nó sẽ ra một tab mới. Dạ, các bạn ok nha. Thì cái này chúng ta là phải nắm cho kỹ cái phần là nhập môn như thế này. Rồi, các bạn thấy không? Ở đây bất kỳ một cái tab nào ấy nó cũng phải yêu cầu các bạn có một cái lệnh gọi là lưu, chúng ta save nó lại hay là không. À, nếu như mà chúng ta không ấy thì nó sẽ không có lưu lại cái file Photoshop của chúng ta. Cái trong trường hợp ở đây tôi sẽ lưu lại cho các bạn xem. Để tôi chọn một file mà tìm cho tôi là save. Để tôi sẽ chọn thư mục mà tôi lưu thì giữ cái file này. Sẽ như tôi có khoảng một tôi lưu. Thì bây giờ các bạn có thể kiểm tra ngoài khu vực folder mà mình vừa chọn có một cái project, nó có tên là SS1. Nào để mình xem đây nha, S1 đây. Nó có gì đó hơi sai sai, vì khi tôi lưu thì tôi lại lưu ở định dạng là format, ở đây tôi lưu là png, nếu như mà tôi lưu ở dạng Photoshop đấy, thì nó là những cái hình như thế này. Các bạn cũng sẽ khác nhau nhưng mà định dạng chút nha. Đấy, đấy. Đấy. Ok, vậy là cái phần nhập môn của chúng ta là có những thao tác chính như vậy. Thì trong phần bài 2 tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái thao tác cơ bản đối với một cái bức ảnh mà chúng ta cần chỉnh sửa nó như thế nào. Ở đây thì các bạn sẽ làm quen với chương trình chỉnh sửa ảnh với Camera Raw, cho phép các bạn điều chỉnh hình ảnh của chúng ta theo cái muốn về cái màu sắc, độ sáng, tối. Sau đấy là chúng ta sẽ cho vào Photoshop và mình tiến hành làm việc với Photoshop. Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn trong
bài học 2.